Доброе утро. Доброе утро. Ну, будем учиться? Да. Так, хорошо. А, hôm nay chúng ta sẽ vào bài luôn nhé. Vì lần trước chúng ta bị mất thời gian đấy. Так, хорошо. À, như vậy là trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xem một hiện tượng ngữ pháp mới. Đó là thời tương lai của động từ đấy. Thời tương lai của động từ. Thực ra thì sử dụng thời tương lai của động từ rất là dễ, cách cấu tạo nó rất là dễ. Đó là chúng ta chỉ cần thêm trợ động từ but đấy. Trợ động từ but. À, ta хорошо. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ xem hiện tượng ngữ pháp mới đó là thì tương lai của động từ đấy. Thì tương lai của động từ được cấu tạo như thế nào? Thì tương lai của động từ được cấu tạo rất đơn giản, đó là người ta sử dụng các động từ nguyên thể đấy. Đây là các động từ nguyên thể. Đó, đây là các động từ nguyên thể. Thế và người ta cộng với trợ động từ, đây người ta gọi là trợ động từ. Trợ động từ đây là động từ but. Người ta chia nó ra thôi, đấy, chia nó ra. À, thế vậy thì người ta chia động từ but thì chúng ta sẽ xem động từ but thì chia như thế nào đấy. Đó. À, chúng ta có thể là đó, chúng ta có thể lấy một cái này lên đây và chúng ta sẽ cho nó có một cái viền để chúng ta sẽ nhìn thấy đó. Đó. Thế vậy thì ở đây là trợ động từ but. Sau đó người ta cộng với động từ nguyên thể. Lúc đó nó sẽ ra cái thì tương lai của động từ. Thế nào là thì tương lai của động từ? Đấy. Thế nào là thì tương lai của động từ? Đó là vì khi chúng ta muốn nói đến cái hành động gì đó mà xảy ra sau cái thời điểm nói đấy. Ví dụ như là chúng ta nói là tí nữa là tôi sẽ đi lại đấy. Tí nữa có nghĩa là gì? Là hành động sẽ xảy ra trong thì tương lai đấy. Đó, hoặc là ngày mai tôi sẽ đi chơi sang thành phố khác chẳng hạn đấy. Hoặc là ngày mai tôi sẽ nghỉ, tôi không làm việc. Thế vậy thì trong những trường hợp như thế người ta sẽ sử dụng trợ động từ là trợ động từ but đấy. À, chúng ta gọi là trợ động từ but. À, nó có hình dạng như thế nào đấy. À, nó sẽ viết là but đấy. But đấy. Thế và nó chia trợ động từ but này nó chia luôn trợ động từ đấy. Giá tưới ốn đấy, mới với và ai nhỉ đấy. Đó, chia luôn thế này. Thế và nó sẽ chia như nào? Bứt nó chia là ya bù đù đấy. Ya bù đù. Tươi bù dịch đấy. Tươi bù dịch. Đó, nhưng mà nhìn thấy cái đuôi chia của nó như vậy đấy. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy có cái gốc là bụt đấy. Bụt. Ôn. Ôn bù dịch đấy. Ôn bù dịch. Mươi bù dịch đấy. À, vui bù dịch chia đấy. À, dịch chia. Và anh ấy bù đụt đấy. Anh ấy bù đụt. Thì bên này nó cũng có rồi nhưng nó chia lại như thế để cho em nhìn thấy theo dõi được cái sự phát triển của nó đấy. Ya bu du, tui bu jis, on bu jis, mui bu jim, vui bu jis che và anh bu du. Thì dịch cái này nó như thế nào? Chúng ta có thể dịch luôn là tôi sẽ. Ya bu du là tôi sẽ, tui bu jis là cậu sẽ làm cái gì đó đấy. À, muốn như thế thì có nghĩa là đằng sau chúng ta sẽ chỉ cần cộng với động từ nguyên thể là xong đấy. Đó. À, chúng ta sẽ cộng. Ví dụ như là ya bu du, делать đấy. Ya bu du, говорить là tôi sẽ làm. Я буду говорить, tôi sẽ nói. Я буду читать, tôi sẽ đọc. Я буду писать, tôi sẽ viết. Я буду работать, là tôi sẽ làm việc. Я буду отдыхать, là tôi sẽ nghỉ ngơi. Đấy. Đó. Thì có nghĩa là những động từ đằng sau này chúng ta cứ để nguyên như vậy thôi. Đấy. Và thậm chí là còn dễ nói nữa đâu. Dễ nói bởi vì sao là những động từ này chúng ta không cần phải chia. Chúng ta chỉ cần chia động từ but, thế là xong. Đấy. À, chia mỗi riêng động từ but. Đó. À, thế thì đây là cái dạng động từ như thế này. Người ta gọi là trợ động từ đấy. Trợ động từ. Và nó duy nhất nó chỉ có một động từ này thôi đấy. Đó. Thế vậy thì khi chúng ta muốn cấu tạo thành một cái động từ mà ở thì tương lai thì chúng ta sẽ dùng cái dạng chia của động từ but, sau đó cộng với động từ nguyên thể đấy. Đó, thế là xong đấy. À, rất là dễ dàng. Thế thì bây giờ chúng ta xem cái ví dụ của người ta đây. Хусейн, что ты будешь делать завтра? À, vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây có cái câu gì nào? À, cái câu là ngày mai cậu sẽ làm cái gì? Хусейн, ngày mai cậu sẽ làm cái gì? Và ở đây nó có dạng gì? Что ты будешь và делать đấy. Và nó phải có một cái trạng từ chỉ cái thời tương lai đấy. À, chỉ cái thời gian là ngày mai, ngày kia, năm này, năm sau, năm kia vân vân, năm sau nữa chẳng hạn đấy, tuần này, tuần sau đấy. Đó, nó phải rõ ràng như thế đấy. Что ты будешь делать завтра? Ngày mai cậu sẽ làm cái gì?
Завтра я буду работать в библиотеке. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở trong thư viện đấy. Ngày mai tôi sẽ làm việc trong thư viện. А что будут делать Sirpa и Irina? Thế còn Sirpa và Irina thì sẽ làm cái gì đấy? À, nhí budut отдыхать đấy. Họ sẽ nghỉ ngơi đấy. Họ sẽ nghỉ ngơi. Vậy thì tương tự như vậy. Bây giờ em chia cho thầy giáo cái động từ này nào. Я буду, ты будешь đấy. Я gì nào? Я буду. Ты. Ты будешь. Ты будешь он. Он будет. Он Будет. будет. Он будет, да? Он будет. Да. Мы. Будем. Ты будешь. Вы будете, они. Будете, они будут. Они будут, да? Они будут. Thì chúng ta cứ dịch sang Будут. tiếng Việt là tôi sẽ cái gì đó để cho nó dễ đấy. À, dễ. Да. Bây giờ em nói cho thầy giáo câu là ngày mai tôi sẽ làm việc. Ngày À, mai là gì? Đấy. завтра Завтра я буду gì nào? работаю. Работать. Đấy. À, không phải chia nữa, đúng không? À, Không phải chia. không phải chia nữa. Đấy. À, đứng sau cái budu nó chia một lần thôi, chia đây rồi đấy, nó chia đây rồi, trên động từ này chúng ta không cần phải chia nữa đấy. À, rất là thuận lợi là gì, là chúng ta không cần phải chia cái động từ, mà chúng ta chỉ cần chia cái động từ trước này thôi đấy, cái động từ trước này là chúng ta chia rồi nên dễ rồi đấy. À, dễ, chả có gì khó cả đấy. À, Zatria budu rabotech đấy, Zatria budu rabotech đấy. À, em dịch cho thầy câu là ngày mai tôi sẽ đi chơi với lại con trai tôi. Завтра я буду гулять гулять со своим, да? Со своим là cùng với con trai của tôi đấy. Сыном, да? Сыном. Со своим сыном. Завтра я буду гулять со своим сыном, да? Đó. Завтра я буду гулять со своим сыном. Đó, em phải nhớ cái tập hợp này nhé. Со своим сыном là con trai của tôi đấy. Con trai của tôi. Đó. À, đi chơi cùng với con trai của tôi đấy. Я буду em dịch cho thầy câu là ngày mai tôi sẽ làm việc ở cửa hàng. Завтра я буду работать. Работать. Буду phải là работать đấy. À, работе. Да, работе. Завтра я буду работать в магазин. Не. В магазине. В магазине. Em nói Lại в магазине. Не. Не. Đấy. À, đó. À, em phải nhớ câu trước này chứ. Các em bên đó các em nói các em không nói đuôi từ. Đấy. À, bởi vì sao? Các em chỉ nghe người ta nói thế, các em bắt chước thế, nhưng mà các em không nghe thấy cái đuôi từ, đâm là các em không nói đấy. À, завтра я буду работать в магазине. Đấy, в магазине. Làm việc ở đâu thì phải là в магазине. Em chứ. À, làm việc ở cửa hàng thì là в магазине. Đấy. В магазине. À, хорошо. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở nhà. Uống cái vitamin D rồi mới ăn. Đã. Ngày mai. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở nhà. Забота. Завтра я буду работать. Завтра я буду. Я буду работать. Работать. Завтра я буду работать. Работать. Дома, в доме. Завтра я буду работать дома. Không nói в доме, mà nói дома, đấy. Работать дома là làm việc ở nhà, đấy. Làm việc ở nhà. Làm việc ở nhà, đấy. Завтра я буду работать дома, đấy. Так. Завтра я буду работать дома, đấy. Завтра я буду работать дома, так. À, хорошо. Em nói với thầy câu là ngày mai tôi sẽ gặp gỡ với khách hàng. Завтра gặp gỡ là cái gì? Я буду встречаться. 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 Встречаться là gặp gỡ. Đấy. Встречаться. Встречаться. Khách hàng là gì? Khách hàng là клиент. С клиентами. С клиентами. Đấy. Завтра я буду встречаться с клиентами. Клиентами. С клиентами, да? Завтра я буду встречаться с клиентами.
đấy. Bất No, завтра я буду встречаться с клиентами. Я буду встречаться. Встречаться. С клиентами. Да? Завтра я буду встречаться с клиентами. Да? Да. Так, завтра я буду встречаться с клиентами. Là ngày mai tôi sẽ gặp gỡ với khách hàng. Да? Да. Ngày mai tôi sẽ làm cái việc đó. Em gì? Ngày mai tôi sẽ làm cái việc đó. Завтра. No. Я буду. Em cứ nói đi. Завтра я буду. Làm là cái gì? Завтра я буду. Завтра я буду, nhưng mà cái việc đó là cái gì? À, làm là gì? Делать. Đấy. Завтра я буду делать. Это дело. Это дело. Это дело, да? Завтра я буду делать это дело. Делать это дело là làm cái việc đó. Да? Так. Завтра я буду делать это дело. Так. А. Ну. Это дело. Завтра я буду делать это дело. Để это дело, да? Дело biết rồi, да? Завтра я буду делать это дело. Ngày mai tôi sẽ làm cái việc đó, да? Так, хорошо. À, thế em nói là sang tuần sau. Trong tuần sau. Trong tuần sau là gì biết không? À, через неделю. Через неделю. Đấy là sau một tuần nữa, да? Через неделю là sau một tuần nữa, да? Через неделю. Uống vitamin D là con. Đó. Через неделю là sau một tuần nữa đấy. Через неделю là sau một tuần nữa đấy. À, sau một tuần nữa. Còn trong tuần sau là gì? Trong tuần sau là на следующей. На следующей неделе, да? На следующей неделе là trong tuần sau đấy. Trong tuần sau. Так. На следующей. На следующей неделе. На следующей неделе. На следующей неделе. На чем тут сам? Неделя, да. На следующей неделе. На чем тут сам, да? Так. Через неделю, да. Сам вот он. А так как это вот này đều dùng động từ ở thì tương lai. Через неделю. А, ví dụ như là sau một tuần nữa thì tôi sẽ nghỉ ngơi. Nói, sau một tuần nữa tôi sẽ nghỉ ngơi. Через неделю. Я, gì nào? Nghỉ ngơi là gì? Буду. Я буду отдыхать. Отдыхать. Нguyên thể, да? Через неделю я буду отдыхать, да? Через неделю я буду отдыхать, да? Em nói là trong tuần sau tôi sẽ nghỉ ngơi. Trong tuần sau là gì? На следующей неделе. Đây là phải là sờ đấy. Sờ. На след. Дуй. Ю. Шей. На следующей. Дую шей. На следующей. Дуй. На следующей. На следующей неделе, да? Не. Дуй. Да? На следующей неделе, да? На следующей неделе. Энойна. На следующей неделе. На след. Дуюшей. Дуюшей неделе. Недели. А, на следующей неделе, да? На следующей неделе я буду, то есть,
tôi sẽ nghỉ ngơi. Ia budu. Ia budu. At. Đi nào. Ia budu. Nghỉ ngơi. Ia budu adukha. 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 Adukha đấy. Bởi vì sao? Đây là đầu tiên nó chia rồi thì đằng sau chúng ta không cần phải chia nữa nhé. Adukha. À, em nhớ thế, nếu mà nói ở thì tương lai là chúng ta không cần phải chia động từ đấy. Nó chỉ chia cái trợ động từ này thôi đấy. Ta khrasho đấy. Hiểu chưa? À, hiểu rồi. Hiểu rồi đấy. Được rồi, ta khrasho. Hiểu rồi thì khrasho. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang xem phần tiếp bài của chúng ta đấy. Bài của chúng ta. Đó. À, ở đây, sang đến phần bài này chúng ta sẽ học cái cách nói của chúng ta. Không có cái gì. Chúng ta sẽ nói không có cái gì thì chúng ta phải chuyển biến nó ở cái thang. Đấy. À, tạc. Мы посмотрим. Вот. Chúng ta sẽ có cấu trúc này, những cái cấu trúc trên chúng ta sẽ bỏ đi để cho nó khỏi nhiễu đấy. Так. Так, như vậy là chúng ta có chỉ có cái bảng này thôi. Đấy. У меня есть. À, tôi có cái gì đó đấy. Tôi có cái gì đó. У меня есть билет. Tôi có một cái vé này. У меня есть лавар. У меня есть газета. У меня есть лекция. Лекция là một bài giảng đấy. Một giờ nghe giảng đấy. Лекция đấy. Лекция đấy. À, у меня есть пиво. У меня есть платье. Đấy. У меня есть деньги. Платье là gì? Là cái áo dài đấy. Платье cái váy. Là cái váy đấy. Cái váy đấy. Mình gọi là cái váy nhưng mà nó là cái áo dài đấy. À, cái váy mình em gọi là cái váy nhưng trên thực tế là gì, nó gồm cả phần trên phần dưới đấy, gọi là plà trẻ đấy đó. Thế cái váy của nó là dục cả đấy, nó chỉ có nguyên phần dưới không thì gọi là dục cả đấy. À, em tưởng là giúp ca là cái váy ngắn thôi chứ, cái zip nhiệt giúp ca, nó là giúp ca, nó là phần dưới đấy. Giúp ca thì nó là cái phần này đấy đó. Giúp ca đây là cái là giúp ca đấy. Thế còn nếu mà cái plà trẻ thì nó gồm cả phần trên đấy, à, phần trên và phần dưới đấy. À, phần trên đó đấy, đại khái là như thế đấy đó. Đấy. Còn có plastia nó gồm cả phần trên váy này, váy dài và váy ngắn đấy, có thể váy là rất dài, the lina yuk hoặc là carrot ca yuk đấy đó. À, plastia, à, nếu mà chúng ta muốn kiểm tra chúng ta sẽ gõ chữ plastia đấy. Để xem chữ plastia. Thì nó là cái áo đấy, anh ấy nó là cái áo dài đó, cả phần trên và cả phần dưới đấy đó. Thế còn nếu chúng ta nếu chúng ta xem chữ yupka đấy, xem chữ yupka, yupka thì nó chỉ có phần dưới thôi, yup bực cả, nó chỉ có phần dưới thôi. Nó có thể là váy rất dài đó. Váy dài hoặc là có thể là váy ngắn đấy. Gọi là phần dưới này gọi là yuka, đây là ngắn như này thôi, là yuka delin này, delin là yuka đó, đại khái là như vậy đấy. Đã, rất show đó. À, thế là như vậy là gì nào? À, đây chúng ta thấy đây là cấu trúc của chúng ta, ở bên này là cấu trúc có, chúng ta nhìn thấy đây là có chữ có, có. Thế còn cấu trúc ở bên này chúng ta là không, không có. U minya nhét cái gì đó nhé. Nhét thì bên này chúng ta nhìn thấy billet thì phải là billetta đấy. Billetta. Đó. Nhét ở bên này yes billet, bên này nhét billetta. Bên này là có yes lavar, bên này là nhét lavaria. Đấy. À, gazeta, gazeta. Nhét gazeta. À, lexia, lexia là một giờ giảng, thì nếu mà nhét lexi thì nhét lexi. Bên này là piva, nhét piva. Nhét thì và đó. Ơ thì ô thì a đấy. Platia là đuôi ye, thì nếu nói không có thì là nhét platia. À, yengi, yết yengi là có tiền, nếu không có tiền nói là nhét từ yen nhẹt đấy. Thế vậy thì chúng ta thấy là gì nào? A là ở bên này, đó là gì, tại sao nó biến đổi như này? Đó là người ta gọi là cách hai. Vậy thì chúng ta nhìn thấy cái hai danh từ là gì nào? À, cái hai danh từ, à, danh từ giống đực thì có thêm đuôi a đấy. Giống đực có thêm a hoặc là ia đấy.
là gì ạ? Vileta Slavaria. À, giống cá thì A thì thành ư. A thì thành ư. Và ia, ia thì thành i đấy. I. A thì thành ư, ia thành i. À, giống chung thế là o, o thì thành a. Và ie, ie thành ia đấy, thành ia. Đó. Là số nhiều. À, đây còn cách hai số nhiều nữa, đúng không? Cách số nhiều. Cách số nhiều thì lúc đó chúng ta phải học cái bảng riêng ở đây này, có một trường hợp thôi đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta phải nhớ là gì nào? Sau nhét thì chúng ta phải dùng ở cách 2. Đối với em thì nó phải hơi phức tạp một chút đúng không? Đấy. Phức tạp không? Cũng hơi khó nhớ đúng không? À. Dạ. Thế vậy từ... thì chúng ta chỉ là gì? Chúng ta chỉ cần nói. Chúng ta chỉ cần nói nhiều thôi là sẽ quen đấy. À, nói nhiều. Dạ. Chúng ta cần nói gì nào? Billet, nhét billet ta. Nhét Slavaria. Đấy. Nhét billet ta. Nhét Slavaria. Nhét từ gaziet tùy. À, nhét liệt si, nhét từ piva đấy, nhét từ platia, nhét từ diền nhiệt đấy. Người ta nói umi nhét từ diền nhiệt, không ai nói là umi nhét diền gì cả đấy. Đấy, đúng không? Thế trong khi đó các em nếu không biết thì các em nói là umi nhét từ diền gì đấy. Người Nga người ta nói là umi nhét diền nhiệt đấy. À, người ta nói umi nhét diền nhiệt đấy. Thế tại sao chúng ta không nghe? Người ta nói câu đó người ta chỉ nói là diền gì, bởi vì sao? Người ta chỉ gọi là cái từ đó là diền gì, cho nên các bạn nói là diền gì. Đó. Vậy thì các bạn nói sai rất nhiều, cực kỳ là nhiều luôn đó. Cực kỳ nhiều luôn. Dạ. Và nó trở thành sai thường xuyên rồi, nói thường xuyên rồi. Cho nên bây giờ cứ thế là nói sai thôi, bây giờ nói lại đúng rất là khó đấy. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn nói đúng là gì? Chúng ta phải viết nó ra tờ giấy xong rồi nói đi nói lại thôi, đấy. À, ví dụ chúng ta có những từ này, chúng ta viết là ngồi nói này. У меня нет билета. У меня нет словаря. У меня нет газеты. У меня нет лекции. У меня нет пива. Uminyanet platia, uminyanet diền nhiệt đấy. Thế vậy thì tương tự như vậy, từ đó trở đi những cái danh từ mà nó giống như này, biliệt này, gorat này, đấy, gorat đấy, gorat rồi là gì, druk này, đấy. À, thì lúc đó chúng ta sẽ thêm đuôi a vào đấy. À, ví dụ chúng ta có từ druk đấy, chúng ta có từ druk, druk, druk. Thế bây giờ nói tôi không có bạn trai thì hay nói là uminyanet dru. Друг. Gì? Sẽ nói gì nào? У меня нет друга. Đấy. У меня нет друга. Đấy. À, брат. Брат. Брат là anh em trai. Và tôi không có anh em trai. У меня нет. У меня нет брата. У меня нет брата. Đấy. À, thế là gì? Нет брата. Đấy. Нет друга. À, thế là gì? Thế là нет. Нет друг, нет брат, нет друга, нет брата, нет брата, đấy. À, thế làm thế nào để nhớ được? Cứ nói thôi, đấy. À, ngồi nói nhiều lần. Нет друга, нет брата, đấy. Нет словаря, нет газеты, đấy. Đây là giống cái, đây là danh từ giống cái. Cho nên khi mà nói danh từ giống cái thì chúng ta phải nói một vài danh từ giống cái cho nó quen đấy. Nhưng mà danh từ giống cái là газета, газета, thì nó sẽ là thành gì? Нет. Нет газеты, да? Газеты, да? А, nó nói есть là газета. Есть газета. Нет газеты. Нет газеты, да? А, нет газеты. Nhưng mà nếu có từ книга là sao? Есть книга. Nhưng mà lại là нет книги, да? Нет книги, да? Đó, thế vậy thì làm thế nào được? Ồ, chúng ta cứ nói là khắc quen đấy. Нет, есть книга, нет книги. Есть газета, нет газеты, да? Нет газеты. Đó. Nói đi nói lại. Thế bây giờ chúng ta trong công việc của em sử dụng cream đấy. Есть крем. Крем. Крем là gì? Kem ạ. Là kem đúng không? Là kem. Thế thì em bảo không có kem. Em không có kem. Em nói sao? Kem là M cuối. Nào. Kem. Em nói nhét. Nhét gì nào? Нет крема. Крем mà. Đó. Нет крема. Đó. À, nhét крем mà. Thế nếu mà em không biết như này thằng em phải nhớ nguyên tắc là gì nào. Sau nhét ở đây, nếu mà nó là крем. Nó là крем. Kết thúc bằng chữ M thì nó sẽ nhét крем mà, đấy. Nhét крем mà. Bởi vì sao? À, em có từ брат đấy. À, em có từ брат. À, есть брат, есть брат, đấy. Есть брат.
brat đấy. Yes brat. Thế nên em thấy đây là kết thúc bằng một phụ âm đấy. Kem, krem cũng kết thúc bằng một phụ âm đấy. À đây cũng kết thúc bằng một phụ âm. Thì vậy thì có nghĩa là gì nào? Sau đó chúng ta sẽ sử dụng a đấy. À nhét tu brata đấy. Brata đấy. Đó, nhét từ brata. Thế vậy thì có một số từ nó hơi khó một tí, nó hơi biến đổi một tí đấy. Ví dụ như là yes, achiet đấy, achiet. Achiet, achiet là ông bố đấy. Yes achiet. À và nhét tu atsa. Atsa đấy. Nó không đọc achiet sa đấy. Nó không đọc achiet sa mà nó đọc là nhét tu atsa. Nhưng mà achiet sa nghe buồn cười đấy. Đáng ra nó phải là thêm a vào đây thành là achiet sa đấy. Nhưng mà do là người Nga người ta bảo nói như thế nghe nó buồn cười, người ta bỏ cái chữ e này đi đấy. Bỏ cái chữ e này đấy. Đấy cái chữ e này. Đấy. Mà người ta nói ra ví dụ như từ achiet mà nhét atsa thì bọn em có mà trời mà biết được. Đấy, thì người ta nói là nhét atsa đấy. Tại sao người biết được? À chúng ta phải học thôi, đúng không? Học. Đấy bây giờ hôm nay chúng ta học rồi nè. À nhiều em cứ bảo là thầy ơi, người Nga người ta nói như thế làm sao để mà hiểu được đấy. Làm sao để mà hiểu được? Học thôi thì khắc hiểu, đúng không? À, thầy giáo nói cho em hai con đường để có thể hiểu được người Nga nhé. Đã. Con đường thứ nhất là phải học, tức là nó rất là dài nhé, học hàng ngày đấy. Con đường thứ hai cực kỳ ngắn luôn, hôm nay không biết mai hiểu luôn, đấy là trở thành thầy bói. Đúng không? Nếu em trở thành thầy bói được, em bói được người ta nói gì, em bói được ra ngay cái chữ đó ra thì lúc đó em sẽ hiểu được người ta ngay. Nhưng mà đó là gì? Thầy bói thì là không thể trở thành thầy bói được, đúng không? Đó, cho nên thầy áo hay nói vui là gì nào? Chúng ta không phải thầy bói để mà bói chữ ra được đấy. À, mà chúng ta phải ngồi học. Mà học là gì? Đấy, nói phải chuyện học thôi. Lại đấy. Là kịch câm. À đấy, kịch câm là gì đấy? Tại sao? Bởi vì sao? Là em không học thôi, đúng không? Em chịu khó học hàng ngày đấy. Học hàng ngày đấy. À, bây giờ chúng ta có cái từ gì nào? Yes, achiet. Yes, achiet. Achiet là gì? Là ông bố, đúng không? Nhét ắt xa. À bây giờ nói một cái đứa trẻ con nào đó nó không có bố chẳng hạn đấy. À cái việc đó ở Nga là rất hay có, đúng không? Rất hay có cái chuyện đó đấy. À nói là gì? U nhi vô nhét tu ắt xa đấy. U nhi vô nhét tu ắt xa. À u nhi vô nhét tu ắt xa đấy. À chúng ta nói là gì nào? U nhi vô đấy là có một cô bé nào đó đấy, em bé gái nào đó đấy. U nhi vô nhét tu ắt xa. Nhét tu ắt xa có nghĩa là bà mẹ sinh con và nuôi con độc thân đấy. U nhi vô nhét tu ắt xa đấy. Đó là cái điều rất là thiệt thòi, đó rất thiệt thòi khi mà một đứa con không có bố, đúng không? À có bố nó có tình cảm khác đấy. đó cho nên là gì, chúng ta nói ví dụ trong trường hợp như thế, nói nhất ắt xả, như hiểu không? Nhất ắt xả. À nhất sách chiết, nhất ắt xả. Thế bây giờ chúng ta nghe một lần rồi, thầy giáo nói cho em nghe một lần rồi lần sau hiểu ngay, đúng không? Đấy đấy. À, bây giờ chắc chắn là đi ra đường người ta nói nhất ắt xả thì chúng ta hiểu rồi đấy, hiểu rồi. Thế bây giờ tương tự như vậy, cái từ a chiết này rất là hay biến đổi đấy. Hay biến đổi. Ví dụ như là em bé đi chơi với bố. Đấy, em bé là gì? Rê biôn nặc đấy. Rê biôn nặc đấy. Rê biôn nặc là em bé. À gu liai yết đấy. Gu liai yết s. À đáng ra phải là gì? A chết sồm đó. Phải là a chết sồm. Thế nhưng mà ở đây lại thừa chữ e này. Người ta lại bỏ nó đi đấy. À tại là gì? Rê biôn nặc gu liai sát sồm. Sát sồm, sờ át sồm đấy. À, em bé đi chơi với bố. Đó, em đi chơi. Thì vậy lúc đó cái từ này là gì? Nó chỉ ở cách 1 nó là a chết thôi, còn từ cách 2 trở đi nó là khác nữa. À, cách 1 nó là gì nào? Là a chết đấy. A chết. À, cách 2 của nó là ắt xả đấy. Ắt xả. Cách 3 của nó là gì nào? Ắt xù đấy. Cách 3 ắt xù. Cách 4 nó lại là ắt xả đấy. Cách 5 nó lại là sờ ắt xồm đấy. Ắt xồm. Và cách 6 của nó là áp ắt xẻ đấy, ắt xẻ. À, thì vậy thì đây là chính là cái cách biến đổi của cái danh từ đấy, cái danh từ achiet, achiet. Cách 2 ắt xà, cách 3 ắt xù đấy, cách 4 ắt xà, cách 5 ắt xồm, cách 6 áp bắt xẻ, áp bắt xẻ, áp bắt xẻ, áp bắt xẻ đấy, áp bắt xẻ. À, thế vậy thì bây giờ em biết cái từ achiet thì biết thật, nhưng mà đến khi sao? À, một người ta bảo, yeah, đúng rồi, áp bắt xẻ. Em bảo, quái, áp bắt xẻ là cái gì vậy? Áp bắt xẻ là cái gì? Thế vậy thì chúng ta phải nghe cho nó quen một lần đi, lần sau chúng ta mới biết được chứ. A bắt xe có nghĩa là a achiet đấy, a at sa, a ab a ab at xe đấy, ab at xe. Tại sao nó có ab ở đây? Bởi vì đây là chữ o, đây là chữ o, hai chữ o liền nhau đấy. Người ta thêm chữ o ở đây cho nó dễ đọc. Đó, thêm chữ o ở đây là ab ab đấy, ab bắt xe đấy. Đó.
Thế vậy thì lúc đó chúng ta thấy là gì nào? Là muốn hiểu được người Nga nói chúng ta phải học từng từ một đấy. Học từng từ một. Đó. À, nhiều người bảo là học nhiều lên rồi thì là gì? Là sẽ hiểu được đấy. Đúng rồi, thế thật. Bởi vì sao? Trong cuộc sống hàng ngày người ta chỉ nói được khoảng 300 câu trở lại thôi, quay trở lại thôi. Ngày nào cũng như thế, chúng ta học hết 300 câu thì chúng ta sẽ học được đấy. Bây giờ nói bảo bây giờ làm sao hết được 300 câu? Thì thầy giáo nói với em là gì? À, muốn học như thế em chỉ học mỗi ngày một câu thôi. Một năm em sẽ được học được 360 câu. Thì một năm là em giỏi tiếng Nga rồi đấy. À, em bảo làm gì có chuyện em ở đây 10 năm rồi đấy thầy ạ. Đấy. Bởi vì sao em có học đâu? Em không học nữa. Được. Đó. Vậy thì nói nôm na, vừa học là vừa nói chuyện thêm là như vậy. Nói chuyện thêm như vậy để cho em thấy rằng là cái việc học là chúng ta phải học thường xuyên. Ngày nào chúng ta cũng phải học. Mỗi một ngày chúng ta phải học một vài câu. Như hiện nay thầy giáo đang thực hiện một cái chương trình là gì? Là học 20 ngày liên tục để biết tiếng Nga. Có không? Để nói được tiếng Nga. 20 ngày liên tục. Đấy. À, một anh bạn, một cậu học sinh, cậu bảo thầy dạy cho em liên tục 20 ngày nhé. Để em nói được tiếng Nga. Và được rồi, thầy giáo sẽ thử xem. Có nghĩa là gì? Trong 20 ngày đó là gì? Thầy trò học liên tục đấy. Ngày nào cũng học một tiếng thôi, mỗi ngày một tiếng. Thế như vậy còn lại là gì? Thời gian còn lại bắt buộc là cậu phải học. Thế vậy thì em thử tham khảo xem. Em thử đọc. Em thử học cùng cái bạn xem đấy. Đó. Đấy. Là gì? Không phải là học cùng mà là gì? Là em xem lại video cái bài của bạn đấy nhé. Thầy gửi cho em. Thầy gửi cho em cái video đó. Thì em xem thôi. Đấy. À, em xem là để có biết từ cơ bản cho đến cái nền tảng cơ sở để chúng ta có thể giao tiếp được hàng ngày đấy. Đó, khá đấy. Như vậy là gì? Nhưng mà bạn ấy tích cực lắm. Vâng. Một ngày có bao nhiêu từ bạn thuộc hết luôn đấy. Đó. Giống như ngày xưa mà cái cậu sinh viên ấy, cậu bảo chị có biết không, em học một ngày một đêm em phải học 50 từ, thuộc 50 từ mới. Trời ơi, 50 từ. Thầy giáo nói cho em biết khi thầy giáo học năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba ấy. Năm thứ nhất thì những cái tháng đầu thôi không nói. Nhưng mà sau đó mỗi một ngày 100-150 từ. Mỗi một ngày đấy là 100-150 từ. Đấy là chính thức nhé. Thế còn ngoài ra học thêm từ nào nữa không biết đấy. À, mà khoảng 100 từ học trong có một tiếng xong thôi đấy. 100 từ học trong một tiếng. Nhưng mà xong là gì? Sau đó cả ngày cứ phải nhắc đi nhắc lại, không có nó quên. Đó. À, gì? Ngồi học nghiền liên tục luôn. Trong một phút học được 2 từ là bình thường, 2 từ, 3 từ là bình thường đấy. Đó. Vậy thì trong 60 phút là học 100 từ là quá bình thường. Vừa học vừa viết, vừa học vừa viết đấy. Mồm thì đọc, tay thì viết. Cho nên là gì? Có bao nhiêu cái tờ báo là bao nhiêu cái lề báo nó trống là viết chữ ra đấy hết đấy. Kín hết. Đó. Đấy là dân chuyên ngữ mà em. Dân chuyên ngữ học như thế. Vậy thì em phải có từ chứ. À, ví dụ như là bây giờ cái từ này achies atsa atsu atsa satsom abatse abatse đấy, nhưng đọc đi đọc lại cho nó quen khớp đấy. Thế vậy đây là gì nào? Chúng ta đây là gì? Chúng ta nói là gì nào? Sau nhét thì là gì? Là chúng ta phải sử dụng ở cách 2 đấy. Thế làm thế nào nhớ được cách 2? Làm thế nào nhớ được? Chỉ có đọc thôi đấy. Cứ đọc đi đọc lại. Нет билета, нет словаря, нет газеты, нет лекции, нет пива, нет платья, нет денег đấy. Нет денег đấy. Đó. Đó, thế bây giờ chúng ta xem. À, nhét tụi diền nhiệt. À, em không nói nhét tụi diền ghi đâu. Em nói diền ghi. Yes, diền ghi. Có tiền không? Yes, diền ghi. Nhưng mà nếu nó nhét thì sao? Nếu nó nhét thì là diền nhiệt. Nếu trong một ngày em cứ đi lại em cứ lẩm bẩm. Nhét diền nhiệt. Thì đến khi em nói nhét cái lập tức em nói ngay là diền nhiệt. Đấy. Đi đi. Người ta tạo phản xạ em nhỉ? Tạo phản xạ. Đấy. Em cũng nghe Tây họ nói như vậy. Đó, nên nói như vậy thì tại sao chúng ta nói lại nói nhất diện gì? Bởi vì sao? Chúng ta không biết, chúng ta sợ đúng không? Sợ nói sai. Sợ nói sai thà nói sai luôn đi. Đúng không? Đó. Rất à, như vậy là gì nào? Đó. Thế bây giờ sang một cái phần khác nhé. Sang một phần khác. Cái phần này lại khác đấy. Nhìn cái bảng này thôi nhưng mà nó khác. Nó khác ở chỗ nào đấy? Khác chỗ nào chúng ta sẽ xem. À. Nói thật nhé là các em hiện nay có thầy giáo hướng dẫn. Đấy là một điều kiện rất tuyệt vời đúng không? Điều kiện rất tuyệt vời chúng ta học. À, vậy thì chúng ta phải cố gắng tranh thủ chứ. Tranh thủ mà học chứ, đúng không? Đó. Thế cho nên là nói đúng thực chất ra thì nhiều bạn cũng rất là thích, bởi vì khóa học nó giá cả nó không phải là đắt lắm đâu, không đắt lắm. Cho nên là rất nhiều bạn đăng ký. Nhưng mà sau đó thì vẫn chưa chiến thắng nổi cái
cái tính chưa kiên trì của mình đấy. Đòi hỏi các bạn là phải kiên trì nữa cơ đấy. Mời thầy giáo dạy rồi, thầy giáo dạy rồi, nhiệt tình rồi, thế nhưng mà các bạn lại còn chưa chưa kiên trì nữa, thì lúc đó là chúng ta cũng không thành công được đấy. Đó, nên đây ví dụ nói chuyện, dạy em thì do thời gian dài nên thầy giáo nói chuyện ấy thôi, chứ còn nếu dạy các bạn thì giáo dạy tích cực lắm, trong một tiếng dạy liên tục luôn, thậm chí là dạy không kịp thở luôn đấy. Có bạn dạy xong bảo ôi mệt quá đấy. Đó, bởi vì dạy dạy em thì là em thời gian thì có nhiều, chứ là nó cứ lòng ngoằng thì giáo viên hay nói chuyện. Đà khá rất chậu. Như vậy chúng ta thấy ở đây có cái gì nào, có cái gì là đặc biệt à, chúng ta nhìn thấy đây này. Ô thứ nhất si vụt nhá là hôm nay à, ô thứ hai chia ra là hôm qua đó, giáp ra là ngày mai. Thế vậy thì ta thấy đây là gì nào, là nó khác nhau về thời rồi đấy, khác nhau về thời đấy. À, về thời là gì, đây là hiện tại này, đây là quá khứ này, và đây là tương lai, đúng không? Thế vậy thì trong hiện tại thì người ta sẽ nói là nhiệt đấy, nhiệt đấy. Thế thì trong quá khứ thì sao, trong quá khứ người ta sẽ nói là nhé bừ lờ đấy, người ta không nói nhiệt mà người ta nói nhé bừ lờ đấy, cũng là không có. Tiếng Việt của mình là không có. Hoặc ngày hôm nay tôi không có tiền à, hồi xưa tôi không có tiền, cũng vẫn là không có tiền đó à, sau này tôi sẽ không có tiền đấy à. Thì vậy thì chúng ta vẫn là không có tiền thôi. Thế còn ở trong tiếng Anh rất rõ ràng, si vốt nhỉ, tức là hiện tại là nhét, quá khứ thì là nhé bừa, và tương lai sẽ là nhé bù dịch, tương lai nhé bù dịch đấy, nhé bù dịch đấy. Đó, thế đây là cái gì, đây là examen đấy. Examen là cái từ thông dụng dành cho học sinh, người ta có thể nói là u mi nha nhét tôi examen là tôi không có kỳ thi đấy à. Chia ra u mi nha, chia ra là hôm qua, ngày hôm qua tôi không phải thi. Chia ra umiya nhé bư lợi examen na đó, hoặc là ngày mai tôi sẽ không phải thi. Zatra umiya nhé bư điệt examen na đấy. Cái đằng sau này vẫn là cách hai đấy, vẫn cộng cách hai examen na có a đây này đấy, có a này là ở cách hai đấy. Đó, thế vậy thì đây là danh từ examen đấy. Thế như bây giờ chúng ta không sử dụng examen, chúng ta sử dụng tiền chẳng hạn, yên nhẹt đấy, yên nhẹt đấy, yên nhẹt. Yên nhẹt là gì? Yên nhẹt là tiền. À, tiền chúng ta sẽ nói là gì? U minya nhét yên nhẹt, tức là bây giờ tôi đang không có tiền đấy. Bây giờ tôi đang không có tiền. Nhưng mà ví dụ như tôi nói hồi xưa tôi không có tiền. Hồi xưa là gì? Hồi xưa là ranse đấy. Ranse. Ranse. Ranse u minya nhé bừa yên nhẹt. Ngày xưa tôi không có tiền, bây giờ tôi giàu ú rồi đấy. Đó. À, từ giàu gì thầy nhỉ? Giàu, giàu là bagat. À, bagat là ba bố gà. Cái cô đấy, khách hàng nói cái từ đấy bảo ôn bagatui zen gì. À, bagatui đấy. Bagatui. À, bagatui là giàu, giờ giàu, nhưng mà đây là danh từ giống đực đấy, danh từ giống đực đấy. Đó. Đã. Thế mà nói mà em giàu chẳng hạn. À, thì ví dụ khách hàng có bảo em giàu chẳng hạn. À, tươi à tươi bagatui đấy. Ba bo gatai à, bagatai à. Thì bagatai đấy là em rất giàu có đấy. Em giàu có đấy. À, à hoặc là à, bây giờ khách hàng chẳng hạn, khách hàng nhiều tiền chẳng hạn, thế à, với ba gát với ba gát với ba gát đấy, với ba gát đấy. À, chúng ta đây sử dụng à, nghèo là gì, nghèo là biệt này đấy, nghèo là biệt này à, đây là ba gát là giàu đấy, ba gát là giàu. Thế còn nghèo thì là biệt này, biệt này đấy, biệt biệt này, biệt này, biệt này đấy. À, tươi biệt này đấy, tươi biệt này, ví dụ con gái hả, tươi biệt này à, tươi biệt này là em nghèo lắm đấy. À, hoặc là em nói thì em nghèo lắm, ý biệt này, ý biệt này à đấy, ý biệt này à đấy. À, bà khách hàng bảo tươi ba gà tay à, em bảo nhiệt ý biệt này à đấy. À, đúng không? À, nếu mà cô khách hàng có bảo là em giàu thế à, tươi à, ba gà tay à đấy, ba gà tay à, em trả lời nhiệt, nhiệt đấy, nhiệt không, em nghèo lắm, ya biệt này đấy, nhét ya biệt này đấy, không em giàu, giàu em nghèo lắm đấy. U mi nhá nhét tụi diện nhạc, u mi nhá nhét diện nhạc, u mi nhá nhét diện nhạc đấy, u mi nhá nhét diện nhạc đấy. Đó, thế là gì, là em rất nghèo và em không có tiền. Vậy đây chúng ta sử dụng nhét phải là gì, nhét diện nhạc đấy. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là nếu mà nói là nhét diện nhạc là hiện nay thôi, hiện nay là không có tiền đấy. No u mi nhá, à, no, no
Yabudu Bagatai đấy. No Yabudu Bagatai. Nhưng mà em sẽ là người giàu có đấy. Yabudu Bagatai. Đấy đây. À đấy, chúng ta sử dụng cái từ này đấy. Lúc đó chúng ta sẽ nói là gì? Yabudu Bagatai. No, no là gì? Nhưng đấy. Ya budu bagatai. Đấy. Ya budu bagatai chiris. Chiris 2 года, đấy. 2 года. Sau 2 năm nữa thì em sẽ trở thành người giàu có đấy. No, ya budu. À, đây là budu, phải biết đây là budu. Đấy. À, bu du, đấy. Ya budu bagatai chiris 2 года. À, đó, thế vậy thì đó là cái cách mà chúng ta nói với cái phủ định này đấy. Nhưng mà em lưu ý là gì nào? Nếu mà ngày hôm nay nói là nhất đấy, hiện tại. Nếu mà cái chuyện quá khứ rồi thì nói là nhiê bừa lờ đấy. À, nhiê bừa lờ. À, nói là 2 năm trước đây tôi không có tiền. À, 2 năm trước đây tôi không có tiền đấy. Đây là xong một câu rồi. Bây giờ người ta sẽ nói câu khác là 2 năm trước đây tôi không có tiền. À, sẽ nói như nào? Deva goda na zat đấy. Deva goda na zat. Na zat đấy. Na zat. Na zat là gì? Lùi lại đằng sau đấy. Deva goda na zat là 2 năm trước đây. Uminya. Uminya. À phải là nyebula. 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 Đấy nyebula. Không phải là nyet mà là nyebula. Dien nhạc đấy. Dien nhạc. À, tại sao lại nói nyebula? Nyebula tức là gì? Nó chính là nhiết. Em hiểu chưa? Nhưng mà lại người ta phải thêm từ bula vào để làm gì? Để chỉ đó là cái việc xảy ra trong quá khứ rồi. Đấy. À, đúng không nào? À. У меня не было денег, đấy. У меня не было денег, đấy. Đó, thế có nghĩa là gì? Là 2 năm trước đây thì tôi không có tiền, đấy. Thế còn bây giờ thì tôi giàu ú rồi, đấy. À, a теперь у меня à là gì? À, thế còn bây giờ thì sao? A теперь у меня деньги, деньги đấy, деньги. À, bây giờ tôi có tiền. À, bây giờ tôi có tiền. À, у меня деньги. Куры, куры. Клюют, đấy, клюют. À, куры клюют. Đó, куры. À, chúng ta cái câu trúc là gì nào? À, деньги. Сейчас у меня деньги. Куры клюют. À, chúng ta sử dụng câu trúc này là câu trúc. À, người ta gọi là cấu trúc thành ngữ đấy, cấu trúc thành ngữ. À, thành ngữ này nó là như thế nào? Có từ cur là từ curitsa đấy. Em nghe thấy không? Có, curitsa nghĩa là con gà đấy. À, curi là những con gà đấy, những con gà. Mà nói dengi curi kluyut đấy, kluyut. Kluyut là mổ đấy, con gà nó mổ thóc ấy đấy. À, tiền này gà ăn không hết đấy, gà ăn không hết. À, gọi là dầu u đấy, đúng không? Đấy. A chi pia u minya dengi kuri kuluyut đấy. Đấy. Đó, em hiểu cái cách người ta thể hiện chưa? Đấy. À, có đúng không nào? Nó. Đà, đà. À, đà, đà, đà. Đang làm cái gì đấy? Em đang viết ạ. À, em đang viết. Đang viết. À, chỉ biết là mình điền cái curriculum đấy. Cứ gì phải viết, xem video xong rồi gì phải viết đấy. Ta khá rất sợ. À, thế nếu mà bà khách bà bảo tí ba gá tay à? Tí ba gá tay à? Hả? Tí ba gá tay à? Đấy. À. À, em bảo, nếu bà bảo tí ba gá tay à? Thì em sẽ nói như nào? À, em bảo là đã у меня деньги куры клюют đấy. À, em tôi á, tiền thì gà ăn không hết đâu đấy. Em ghi cái câu này vào để em nói chuyện đấy. Đó. À, đấy. Người ta nói như vậy đúng không? Tì ba gát rồi à? Đã у меня деньги куры клюют đấy. À, đấy. Nó có nghĩa là gì? À, em giàu thế. Đã đúng rồi. Em thì tiền mổ không hết đấy, gà mổ không hết đấy, gà mổ không hết tiền đấy. Đó, у меня деньги куры клюют đấy. Đó, nghĩa là tương tự như cái câu tiếng Việt mình gọi là giàu ú ụ đấy, đúng không? Куры клюют. Куры клюют đấy. Khá là sợ. Nghĩa là ở đây là chúng ta cần phải lưu ý là gì nào? Lưu ý là gì? À, là thì hiện tại thì là nhét đấy.
thì quá khứ thì là nhé bừa đấy, thế và thì tương lai là gì? Nhé bù điệt đấy, nhé bù điệt đấy, à nhé bù điệt. Thế bây giờ ta nói là gì? À là trong tương lai đấy, trong tương lai. Thế nào là trong tương lai? Trong tương lai à, là hết nghèo rồi đấy. Nhưng ta nói trong tương lai à, vừa bù đủ xem đấy. À, chúng ta nói vừa bù đủ xem, vừa bù đủ xem đấy, vừa bù đủ xem. Nhé bù điệt à, nhé bù điệt à, nhé bù điệt đúng không? Cái câu nhé bù điệt này đấy, đấy nhé bù điệt là trong tương lai đấy, vừa bù đủ xem à, nhé bù điệt, nhé bù điệt biết nứt chi à, không còn nghèo nữa rồi đấy, vừa bù đủ xem nhé bù điệt biết nứt chi đấy, đó biết nứt chi, biết nứt chi, vừa bù đủ xem nhé bù điệt biết nứt chi đấy, à đấy biết nứt chi à. Так. В будущем, в будущем. Là trong tương lai đấy. Trong tương lai. Trong tương lai, не будет бедности, đấy. Будущем. Не будет. Не будет бедности. Вот так вот, да? Như hôm mùng 1 vừa rồi à, thấy báo chí đăng ấy. Có nghĩa là gì thầy nhỉ? Nghĩa là tương lai gì? Vừa bút được xem nhì bút đây á? Bút được xem vâng. Nhì bút điệt. Không trong tương lai. Nhì bút điệt là sẽ không có. Nhì bút điệt. Business chỉ. Nhì bút điệt business chỉ. À thì sao nói dùng cái câu này để làm cái gì? Để chỉ cho em thấy rằng là cái cấu trúc là muốn nói tương lai thì phải sử dụng cái từ nhì bút điệt đây này. Đấy. Nhì bút điệt. À chúng ta sẽ nói nhì bút điệt. Nhì bút điệt là sẽ không có đâu. Sẽ không có. Đó. Thế vậy thì chúng ta thấy là đây là gì nào? Hiện tại thì nói là nhét là không có này, đấy. À trong quá khứ thì nói là nhé bừa lợt đấy. À nhé bừa lợt đã không có đấy. À thì còn trong tương lai là sẽ không có đấy, nhé bù điệt đấy. Đó, đại khái là như vậy đấy. Đã. U ca vô, chi vô như bù điệt đấy. Ai không có cái gì đấy. Không có cái gì. Ta vô bù đu xem như bù điệt biệt là gì đấy. Đó, đại khái là như vậy. Thế thì đây là cái cách mà chúng ta sử dụng với lại cái cấu trúc à, chia vô nhét đấy, đứng đằng sau nhét này. Thế còn đằng trước người ta vẫn là u mi nhà u chi bè u như vô u như vô u nas u vas vân vân thôi đúng không, đấy vẫn là bình thường như vậy. Ta nu хорошо. À thế thì như vậy chúng ta sẽ dừng bài tại đây nhé. Cho em một câu thôi ạ. Thì cho em một câu. Câu gì nào? À, đấy là bảo mày hành xử, nếu mày hành xử như như ăn cướp thì nói thế nào ạ? À? À, nếu mà bình thường em muốn diễn giải cái câu đúng cái câu của em ấy thì em sẽ nói là với поступаете, вы поступаете как грабители, да? Как грабители. Вы поступаете как грабители. Вы поступаете как грабители, là các anh hành động như là những kẻ cướp ấy. Đấy. À, thế trên thực tế đây là gì? Là chúng ta chỉ diễn giải thôi, đây là nói theo kiểu tiếng Việt thôi. Đấy. À, theo kiểu tiếng Việt thôi, thế còn người Nga người ta không nói như thế. Người Nga người ta nói là với có thể nói với поступаете как бандиты, đấy, как бандиты, đấy. À, người ta dùng cái từ không phải грабители là những kẻ cướp mà là бандиты, đấy, dùng cái từ бандиты. Вы поступаете как бандиты, đấy. Как бандиты. А hoặc là gì? À, nhá. Вы ведёте себя, đấy. Ведёте себя, себя. À, вы ведёте себя как бандиты, đấy. Вы ведёте себя как бандиты. Đó thì người Nga người ta nói như vậy đấy. À, thế còn người Việt Nam mà muốn diễn giải thì diễn giải theo kiểu từ tiếng Việt sang ấy là вы поступаете как грабители, là các anh hành động như những kẻ cướp ấy, đúng không? Thế nhưng trên thực tế thì người ta không nói như vậy, người ta nói là вы ведёте себя, đấy, cư xử đó, tức là các anh cư xử các бандиты, đấy, à, những kẻ ăn cướp ấy, đấy, đấy, các бандиты, đấy, à, thế thôi. Thế muốn nói được câu này ra được chuẩn và bật ra tức thì ngay thì phải nói thường xuyên đấy. Nói thường xuyên. Lúc nào nó lầm nhầm. Vì video chia sẻ các bạn gì tí.
Vì vì trước chị si biết các văn dịch thì đấy, nói đi nói lại, nói đi nói lại, nói đi mỗi ngày nói lại 2 3 4 5 lần đấy. À, em nói được khoảng chục ngày như thế thì lập tức là sẽ trở thành câu cửa miệng. À, câu cửa miệng là gì, nó sẽ trở thành là tự động hóa rồi đấy. À, các gặp bất cứ cái gì cái là vì vì trước chị biết các văn dịch thì ví dụ chị si biết các văn dịch thì đấy. À, đấy nói là như vậy đấy đó, thế đó. Thế như vậy bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy Đang à, làm đang thế nào để cuộc sống nó như vậy đấy. Thế đó. Paka, paka. bác sang